Chiều ngày 19 tháng 11 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến của Tổ công tác số 5 kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc họp cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10, ước giải ngân đạt hơn 355.616 tỷ đồng, tương đương 52,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, có 13 bộ cơ quan trung ương và 41 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước, trên 52,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cũng tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương chia sẻ bài học kinh nghiệm, báo cáo phân tích điểm nghẽn và đề xuất phương án tháo gỡ để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm 2024 không còn nhiều, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo kịp thời, xử lý tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện có hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, chủ động ra soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định. Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia, tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án, công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.